Tên gì ta? Ai chị ai hả? Mà bằng đi ha. Ok. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và là mình đây, Momo Gaming. Ok, thì chiều nay mình sẽ đăng video mới nha, về Run City nào. Rồi, cả nhà chơi game thế nào rồi? Mình đang try cái bạn Raffle các bạn này. Đó, sắp tới thì sẽ hy vọng là sẽ đủ mạnh ha. Rồi mình sẽ summon luôn Raffle Dragon để đủ một bộ setup fanpage. Thôi thì hôm nay mình sẽ review các cái rồng hai trong này ha. Để sau đó mình áp trứng các bạn, các trứng của rồng War với lại Pier này. Đó, thần khí với lại rồng chiến tranh ấy. Để mình đủ nguyên liệu ha, để nâng cấp hai bạn này lên. Sau đó rồi cái lai tạo ha, lai tạo gratis Dragon lên năm sau. Ok, mình sẽ review bạn này. Ở đâu? À này ha, một bạn Legendary Turkey Dragon với lại một bạn Tree Eye ha. Ok, rồng gà tay các bạn, rồng Legendary gà tay. Yo, đặt ở nhà này ha, nhà đất đúng không? Bam, yes. Một bạn rồng gà tay huyền thoại. Ok ha, Legendary. Đây là bạn gà trống nha các bạn, đúng không? Tại vì là có cái màu đây ha, cái màu ở chỗ này các bạn. Mình nghĩ là gà trống các bạn. Ok, Turkey Dragon. Chỉ có 3 nhân tố thôi các bạn, điện thoại ha, sấm sét và lại đất này. Rồi mình xem skin, skin sẽ có 3 skin nha. Attack này, Heppu 788 yếu ha. Blazing Spell 650, Electric Shock 1050 với lại Asteroid 1002. Hình như là mấy bạn đời đầu ha, thì đam rất là nhỏ các bạn. Ok, mình sẽ đổi tên này. Ý em gà thay. Ok, đơn giản ha. Thôi gà chọi đi. Đó, cho nó máu. Rồi mình sẽ nâng lên cấp độ 15 thôi nha. Thôi 20 đi. 20 25 gì đó ha, lên 15 gì đó. Để đánh trong quét đi các bạn. Đó. Ồ. Ok, chúng ta cùng xem effect nào. Dưỡng này. Gồng lên các bạn. Gồng xong cái đầu. Các bạn để ý cái đầu ha, cái đầu nó to lên các bạn. Đó. Đầu to lên nha. Ok. Tiếp tục này, một bạn rồng nữa là Tree Eye nha. Tree Eye, một very rare các bạn. Không siêu hiếm. Ok, mình đặt ở trong nhà băng này nha. Bam. Yo. Như vậy là mình có tiếp theo là một bạn very rare ha. Vị trí thứ 1331 các bạn. Tree Eye Dragon. Rồng kiểu như là ba cục băng các bạn. Tree Eye là Tree này này. Là Triple đúng không? Triple Eye là rồng ba cục băng. Thì mình nghĩ là chắc là rồng này hình như có ba đầu hả? Hay sao ta? Không có rồi. Ở trong cái Adder Skin này là hiển thị là một cái đầu thôi các bạn. Attack này các bạn. Heppu là chịu đánh đầu ha. Thì vẫn giống như bên bạn kia luôn, 788 này. Kiểu mấy cái chiêu này yếu yếu à. Đây, chiêu nguyên thủy này, 1000 đam. Ice Bay 650. Với lại Neuren là 550. Rồi chúng ta cùng xem là thông tin này, bạn này là cái chiêu cái primal ha, đầu tiên các bạn. Ok em đặt tên gì đây ta? AGA ha, ba băng đi ha. Ok. Rồi chúng ta xem năng lên 20 đi ha, 20 đi các bạn. Ui đẹp ha, có lửa màu xanh như đầu các bạn và những cái cục gì đây này, cục tròn trên cái thân này các bạn. Ồ, con mắt có lửa xanh luôn. Sừng băng với lại cái sừng trên mũi cũng băng luôn nha. Thì gồng lên cái chỗ cái phía sau cái gái này các bạn, nó sẽ tỏa ra các cái lửa băng ha, lửa các bạn, lửa xanh này rất đẹp luôn. Rồi mình sẽ nâng lên cấp độ 15 này. 20 chứ, sorry. Rồi chúng ta sẽ vào review nha, review các bạn rồng này.
ấn quét nha. Ok, Mitchum Cup chọn chọn element đó là này ha, là legendary. Legendary reality là legendary. Rồi mình sẽ chọn gà tay ra, gà chọi. Rồi đây bên này là mình sẽ chọn very rare đúng không? Rồi primo. Đây. Thì mình sẽ có được rồng 3A. Vô. Phải. Rồi raising spell này. To ha, nhìn bên này to các bạn. Cái đuôi xe đó là đẹp này. Asteroid. Vô. Cái rồng bát này đẹp ghê các bạn ơi, màu xanh này, cặp kính nữa này. Electric Shock, Great Down các bạn, 11.500. Ok ha. Rồi mình chen qua Ray, Raymo. Ok, chiêu nguyên thủy luôn. Nelran. 3.600. Rồi cái chiêu hay bút là yếu nhất này các bạn. 3.600 luôn. Ủa sao bằng cái chiêu băng ta. Ok, lên ran ha. Tiếp tục này các bạn, đánh tiếp nha. Go to battle. Yo. Electric Shock. Phun. Cứ dùng cái mỏ các bạn, cái mỏ của con gà ha, nó có mổ tới các bạn. Cái chain. Đây cái chiêu chính nè. Ice Spray. Các tặng băng nó trồi lên nha. Primary. Tiếp tục là Asteroid 8.600. Apple 5.200. Releasing Spell. Ok, rồi shutdown này. Bye. Này nha. Rồi cập nhật cái event này các bạn, thì mình đang có 8.600 coi ha, còn tầm 400 nữa là 9.000, 9.000 với lại 800 nữa là 1.200 các bạn người, thêm 1.200 coi nữa là mình sẽ nhận được rồng này ha, thì hy vọng là 2 ngày sẽ đủ này. Còn bên này thì mình không đi các bạn. Mình không bay nha. Thì chút nữa mình sẽ bay một ít thôi, kiếm một ít chắc kiếm được rồng này ha. Đó. Lấy rồng nhiều về cũng ít, chưa review hết các bạn. Đang tập trung về làm một cái series về lai tạo World với lại Pier để ép Kratos thôi các bạn. Rồi mình sẽ mua thêm đâu rồi, mua thêm rồng để nguyên liệu để lai ha. Pier này. Đâu rồi. Pier là sẽ đây là đây đúng không? Đó, ok mình sẽ mua nha. Rồi. 14 giờ các bạn, 7 xem nữa ha. Rồi bên này là mình sẽ nâng cấp luôn, rồi các cái rồng này luôn các bạn. Lên. Không biết là bao nhiêu sao ta, bữa trước đợt trước hình như là quý ha, quý DC Gaming có nói mình là 2 sao hay 3 sao gì đó. Đây này, nâng cấp bằng rồng này các bạn. Rồi có gì quý online thì bình luận bên dưới cho mình biết luôn nha. Xin cảm ơn rất là nhiều. 25 nha. Rồi. Record các bạn. Đây mình có record bạn này ha. Đây 92 gem này. 92 ops sorry. Ok, nhận nha. Rồi record world ha, record tiếp. Yes. Rồi bên này mình empower. Đây finish. Ok, rồng world 1 sao các bạn. Tiếp tục là năng tiếp lên 2 sao nha. Max level là 45 các bạn. Wow phi. Lost offer. Ok, năng lên tiếp này. Đạo empower như mình thiếu rồi các bạn. World dragon 200 cái ô các bạn thì được 2 sao nha. Thì mình sẽ đây ép tầm khoảng hai bạn nữa thôi. Hai bạn nữa thì sẽ được tầm khoảng 2 hoặc 3 ha, thì sẽ được một rồng World 2 sao. Thì sắp tới thì mình sẽ empower tiếp Pure nữa, Pier sorry. Thì sẽ được rồng Pier 2 sao nữa thì sẽ đủ chắc cái nguyên liệu rồi nha. Mình sẽ ép Kratos Dragon Legendary Free để lên 5 sao các bạn. Ok, thì chắc cái series này sẽ rất là dài các bạn. Rồi
À, rồi nếu các bạn thích video của mình xin mình một like, một đăng ký như là một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video mới về Dragon City. À, và ngoài ra thì bạn nào chơi play together nha. Thì các bạn mình luôn chúng ta cũng đi câu cá nữa. Ok, chúc các nhà có một ngày học tập và làm việc vui vẻ này, bye bye. Ok, video này đang vào thứ bảy nha. Bye, yes.